Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của TF. Thì chắc hẳn là anh em cũng đang rất là thắc mắc, bởi vì là sao lại hơn một tuần rồi mà mình lại quay trở lại làm review. Thì mình cũng trả lời thật với anh em, đó chính là mình muốn dành ra những cái ngày Tết ấy để dành cho gia đình, cũng như là muốn nghỉ ngơi sau một năm làm việc khá là mệt mỏi anh em ạ. Đó, cho nên là có gì anh em thông cảm giùm mình nha. Thì nhân dịp là đầu xuân năm mới thì mình cũng muốn là chúc anh em có một năm mới mà sắm thật nhiều là skin này, cũng như là làm sao mà cuộc sống luôn luôn là tràn ngập những hạnh phúc và tiếng cười nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào luôn trong cửa hàng để review cho anh em về những cái gói trang phục, cũng như là tí nữa mình sẽ mở luôn cái ngọc tân niên mới cho anh em nhé. Bởi vì rất là nhiều anh em bảo mình là anh ơi anh mở cái ngọc tân niên đi. Thì ok, hôm nay chiều lòng anh em là mình sẽ mở cái ngọc tân niên, cũng như là review một chút về những cái trang phục tân niên mới nha. Ok, thì đây, có thể anh em đã biết rồi thì là cái gói ngọc tân niên cũng như các cái gói trang phục Tết Nguyên Đán ấy thì cũng đã mở bán từ hôm thứ sáu anh em ạ. Đó, có nghĩa là tận 6 Tết mới mở bán anh em ạ. Chả hiểu tại sao mấy anh Riot lại lựa chọn thời gian hợp lý thế cơ chứ. Qua Tết rồi bắt đầu mới lại mở bán anh em ạ. Đó, chắc là đợi anh em nhận tiền lì xì xong mới mở bán đây. Ok, thì đây anh em có thể thấy là cái gói siêu Tết Nguyên Đán 2023 thì nó có giá là 10.140 RP, tuy nhiên thì anh em mua thì sẽ chỉ còn có 9.820 thôi. Đấy, có nghĩa là anh em mua thì sẽ được giảm giá. Thì 10.000 RP này nó sẽ tương đương với khoảng 1 triệu anh em ạ. 10.000 RP này tương đương khoảng 1 triệu là anh em có thể mua được full gói này nhá anh em. Đó, thì anh em nào nếu muốn làm RP thì anh em có thể ấn vào phần mua RP đấy nhá. Hoặc là anh em có thể là vào cái trang đó là nạp thẻ.zing.vn. Đấy, đó cũng được. Và anh em nhớ là nhớ cái mã Riot ID của anh em nhé. Anh em nào chưa biết thì anh em có thể ấn vào đây này. Không cần ấn mà anh em nhìn vào cái phần biểu tượng này, đó là anh em thấy dưới là Cambi Thăng 8888 đúng không? Đó, thì đấy chính là cái mã Riot ID của anh em. Anh em nhập vào để anh em có thể nạp thẻ nhé. Ok, rồi tiếp theo là bây giờ là mình sẽ xem nào. Đây, anh em có thể thấy là mua lẻ 5 cái trang phục này nó sẽ có giá là 2.220. Tuy nhiên nếu mua siêu gói thì anh em chỉ có 9.820, có nghĩa anh em được giảm giá. Mà anh em lại được thêm đó chính là cái mẫu mắt hay sao ấy. Có mẫu mắt hay một cái biểu tượng gì mới nhỉ? À, vẫn là mẫu mắt Nguyên Đán anh em ạ. Đó, thì theo mình thấy là mua gói này cho nó rẻ anh em ạ. Thì tội gì vậy anh em phải mua cái mua lẻ từng cái là sẽ rất đắt đấy anh em ạ. Đó, ngoài ra ở đây cũng có các cái gói ngọc tân niên. Thì cái gói ngọc tân niên đầu tiên là gói 50 ngọc tân niên này, thì anh em sẽ được tặng thêm là 2 túi tân niên. Túi tân niên thì nó sẽ chứa 2 mảnh trang phục thường trở lên và 1 mảnh trang phục sử thi trở xuống, có tỷ lệ mở ra thêm tinh hoa thần thoại và 2 mảnh trang phục cũng như anh em ạ. Đó, có nghĩa là tổng cộng là anh em sẽ mở được 3 trang phục. Tuy nhiên ai mà may mắn thì có thể mở được thêm 2 trang phục cũng như nữa, có nghĩa là tổng là 5 trang phục nha anh em. Đó, còn gói nguyệt vệ đặc biệt thì sao? Gói này thì sẽ chứa 3 mảnh trang phục sử thi trở xuống, hoặc 4 mảnh trang phục thường trở lên, hoặc 4 trang phục ngẫu nhiên bất kỳ. Đấy, 4 trang phục ngẫu nhiên bất kỳ này có thể ra được những trang phục như là Riot này, trang phục Vinh Quang này không có, nhưng mà có thể có ra trang phục hàng hiệu anh em ạ. Đấy, rất là ngon nhé anh em. Đó, gói nguyệt vệ đặc biệt này khá ok nha. Rồi, tiếp theo là anh em muốn được tặng thêm là 800 kỷ vật nhé. Đó, tuy nhiên thì hôm nay thì mình sẽ mua gói 10 ngọc để mình mở cho anh em thôi, bởi vì mình nghĩ là mở nhiều kia thì hơi phí anh em ạ. Đây là mình sẽ mở 10 ngọc trước nhá, để xem cái tỷ lệ như nào, xem là nếu mà nó ngon nghẻ thì có thể mua tiếp nữa nha anh em. Ok, mình sẽ mua luôn 2.500 RP này. Đấy, được 10 ngọc này, cộng 160 kỷ vật và một ngọc tân niên tặng thêm nhá. Ok, rồi, đã xong nha anh em. Và ở dưới thì vẫn là các cái gói trang phục thần thoại thôi. Đó, và một số là những cái trang phục giảm giá. Thì anh em nào chưa biết thì có thể vào trong cửa hàng để xem nhá. Còn phần ống trường chân lý thì đây, anh em có thể thấy là các cái linh thú Tết Nguyên Đán, rồi thì các cái hộp và các cái loại trứng mới thì cũng mở bán. Nên là anh em nào muốn mua thì có thể vào đây mua nhá. Ok, rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ vào trong báu vật hết sách nhá. Đấy, tiện đây thì đây, nhiều anh em hỏi mình về cái phần kỷ vật chào mừng và kỷ vật kho báu, thì đây, anh em có thể vào đây để đổi nhá. Bởi vì là anh em chỉ cần làm cái nhiệm vụ, đó chính là đây. Đầu mình sẽ check cho anh em xem nhá. Đổi ta đây. Anh em chỉ cần chơi cái nhiệm vụ hàng tuần này này. Đó, kể cả bây giờ anh em chơi anh em mới chơi, anh em cũng có thể làm được cái nhiệm vụ hàng tuần đấy nhá. Mỗi một tuần là anh em sẽ được 25 kỷ vật chào mừng. Đó, tổng cộng là anh em sẽ có 4 tuần thì anh em sẽ có 100 cái kỷ vật chào mừng anh em ạ. Ngoài ra còn có thêm cả cái kỷ vật quý báu nữa cơ. Đây, tuần 3 này hình như 35 kỷ vật quý báu này. Đấy, kỷ vật quý báu này thì anh em có thể đổi được trang phục tối thượng anh em ạ. Đấy, đổi được trang phục tối thượng vĩnh viễn nha anh em.
Tuy nhiên thì nick của bạn một con mèo cute này thì lại sở hữu hết các trang phục tối thượng rồi, cho nên là cái mảnh này thì mình sẽ chỉ đổi được trang phục huyền thoại ngẫu nhiên thôi anh em ạ. Đó, còn nếu như anh em nào mà muốn đổi trang phục tối thượng nhá thì đổi luôn 75 cái kỷ vật quý báu, đó là anh em sẽ đổi được một trang phục tối thượng. Đấy, full là anh em cày 4 tuần là anh em sẽ được 100. Đấy, nên là anh em sẽ chỉ đổi được một trang phục tối thượng và một trang phục huyền thoại ngẫu nhiên thôi. Còn đây như mình thì mình sẽ đổi luôn cho bạn ấy là trang phục huyền thoại ngẫu nhiên nha anh em. Ok, tạo luôn chứ còn gì nữa. Trang phục gì đây? Ồ, nó vẫn là giang mảnh chứ ạ. Để mình mở anh em ạ. Rồi ok, thế thì tí mở sau. Còn tiếp theo nữa là kỷ vật chào mừng. Thì đây, kỷ vật chào mừng thì nhiều anh em bảo mình mở cái hộp chào mừng quá, cho nên là ok, hôm nay mình sẽ chiều lòng anh em mở luôn cái hộp chào mừng nhá. Rồi, tạo một cái hộp chào mừng cho anh em xem. Đó, hộp chào mừng nha. Và bây giờ mình sẽ mở hộp chào mừng cho anh em. Còn lại đây còn bao nhiêu kỷ vật nhỉ? Còn 11 kỷ vật anh em ạ, thiếu một kỷ vật nữa là đổi thêm được một hộp chào mừng nữa rồi. Đó. Còn nếu như anh em mà không thích cái hộp chào mừng thì anh em có thể đổi được bộ mắt này, trứng này, biểu cảm này, hoặc là biểu tượng kỳ bí nha anh em. Đó, cũng khá là ngon. Và cả trứng linh thú hiếm nữa cơ. Thì bây giờ mình sẽ mở luôn nha. Đầu tiên thì chắc là mình sẽ mở cái ngọc tân điên trước nhá. Mình sẽ mở một ngọc lẻ trước nha anh em. Ok, để xem nào. Một cọc lẻ thì ra gì đây? Ui, Fiora phù thủy luôn anh em ạ. Cũng khá là ok nha. Rồi, sử thi là được rồi. Bây giờ mình sẽ mở 10 này. Mong là sẽ ra túi hoặc là cái gói nhá. Nào. Túi nào? Ui, không ra túi nào anh em ơi. Sion xương đen. Vãi cả trưởng ạ. Xin cao bồi này, sử thi. Pentakill ca thớt thì hơi cùi nha. NDG Yumi này. Ừ, con này Yumi thì cũng được. Taric hồng góc ạ. Ui, sao toàn mấy con gây lõ này nhở. Đây cô mùa đông kỳ diệu. Katarina đánh thuê này. Siêu phẩm Katarina nữa ạ. Alice huyết nguyệt. Và ôi, xét loạn thế thần binh. Xét loạn thế thần binh này vào đấu trường chân lý thì mới ngon anh em ạ. Ui, không ra một ngọc nào. Rồi, bây giờ mình sẽ mở sang cái hộp chào mừng cho anh em xem nhé. Đây, hộp chào mừng này sẽ mở ra được 5 mảnh trang phục ngẫu nhiên anh em ạ. Ui, quá ngon luôn, để xem nhá. Hộp chào mừng thì ra gì đây? Ui, Hecari hung thần anh em ơi. Cũng ngon nha. Trang phục này ở bên phía Garena thì cực kỳ hiếm, nhưng mà sang bên Severiot này thì nó là trang phục bình thường anh em ạ. Doctor Mundo độc dược. Ai cả trưởng xấu thế nhở. Đấy, Eriva sát thủ. Toàn con cúi thế nhở. Leona thanh lịch thì còn ngon này, sử thi này. Và TPA Sen, trời ơi. Nó ra toàn những con gì đâu không à. Rồi, để xem nào. Còn cái trang phục huyền thoại ngẫu nhiên để xem nhá. Trang phục huyền thoại ngẫu nhiên thì con gì đây? Ua, rắc loạn thế thần binh luôn ạ. Phải trưởng. Nhưng mà rắc này thì không biết là bạn này bạn có thích chơi hay không cơ chứ. Hình như là chỉ thích chơi support thôi. Bạn này không thích chơi mấy con tướng kiểu dạng trâu bò cục xúc đâu. Ok, còn hai biểu cảm mình sẽ mở nốt nhá. Hù luôn ạ. Vãi cả hù luôn. Ok, còn cái nữa mở nốt đi. Rồi, quà yêu thương từ Jin X anh em ơi. Vãi cả quà như là cái quả pháo này. Trời ơi. Rồi, ở đây còn đường hashtag thì mình sẽ mở nốt luôn nhá. Bốn đường. Ok, ui, 5 món anh em ơi. Ta lông cao bồi luôn này. Z vui một ui biểu cảm chứ. 150 tinh hoa cam. Biểu tượng trái tim. Ui, biểu tượng đẹp luôn. Và biểu cảm hài hước nữa anh em ạ. Được luôn vào trong kho đồ anh em ơi. Thế là mở rương bây giờ là còn ra được cả biểu tượng. Ui, ngon thế nhở. Và mảnh mũ mắt cũng như thì mở luôn nhá. Rồi, mũ mắt tim mèo luôn anh em ơi. Ok. Rồi, hộp tướng cũng chả có gì. Hết rồi, hết chìa rồi anh em ạ. Ai, phí quá nhở. Nếu còn chìa thì mình sẽ mở đốt vinh danh, kỷ vật vinh danh thì đây sẽ đổi được các cái đa sắc thôi anh em ạ. Đó, ba cái đa sắc nữa thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ mở nốt trứng nhá. Tiện đây còn mấy quả trứng thì mình sẽ mở nốt luôn. Ok, xem ra gì đây. Ui, con luôn anh em ơi. Gà máy vệ binh tú 2 sao luôn đấy. Được thế nhở. À, con gà máy này kiểu gì cũng ra. Trời ơi,
đấy, gà máy vệ binh cú 3 sao. Cái này là anh em sẽ vào cái đấu trường chân lý để chơi nhá anh em. Đó, anh em cày vé. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem luôn vé sự kiện này. Thì anh em cứ cày cái vé ở đây nhá. Anh em mua vé hình như là nó mất nghìn mấy, 1.300 RP ấy nhỉ, mình không nhớ nữa. Nhưng mà là anh em cứ cày vé là anh em sẽ được nhá. Hoặc ngoài ra là anh em có thể cày cái sự kiện tiền nguyên đán này này. Đó, để anh em có thể nhận quà nhá. Đó, anh em cứ làm cái chuỗi nhiệm vụ này. Đó, kiếm pháo hoa của Annie bằng cách nhận phi vụ ngầm. Thì là cái này là chơi đạo trích nha anh em. Đấy, vào chơi đấu trường chân lý không, chơi hệ đạo trích, kiếm đủ 3 con đạo trích. Đấy, anh em chơi 5 đến 6 vòng là anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đó, rất là nhiều. Thì anh em cứ cố gắng vào đây hoàn thành nhiệm vụ để nhận quà nhá. Đến cái nhiệm vụ cuối cùng là anh em sẽ nhận được một trứng linh thú nguyên đán. Quá còn ngon luôn anh em ơi. Đó, mình có video hướng dẫn chi tiết rồi, anh em chưa xem thì có thể lên kênh của mình để xem nhá. Ok, rồi. Tiếp theo mình sẽ lại vào lại mẫu vật để mở nốt nhá. Còn nốt mấy quả trứng thì mở nốt luôn. Đó, xem nào. Ok. Đây, Crystal Hắc Tinh ạ. Sao. Ok. Còn hai trứng linh thú ngẫu nhiên thì mở nốt thôi. Xem nào. Huyền thoại đi. Ui, bình thường rồi. Hiệp sĩ cũ Đắc Kin anh em ạ. Hiệp sĩ cũ này hình như ở bên server của Galena cũng là linh thú hiếm anh em ạ. Đây, lại thường à, người đá chất bắn chứ, người đá Whisker này, Whisker này là một con linh thú khá là đẹp, linh thú mới đấy anh em ạ. Con gì đây? Ôi, Whisker thường chứ, hay sao? Ok, vậy là cũng tạm được. Còn bây giờ chắc là mình sẽ đến với chuyên mục là ghép trang phục nha anh em. Đây, bạn này nick thì vẫn chưa full trang phục và cũng còn rất là nhiều những trang phục chưa sở hữu anh em ạ, cho nên là mình sẽ nâng cấp luôn. Con nào mà chưa sở hữu thì mình sẽ nâng cấp nha anh em. Còn đâu thì những con mà đã sở hữu rồi thì mình sẽ ghép. Để xem nào. Những con nào ngon nghẻ thì mình sẽ... Ui, con này đã sở hữu rồi chứ. Ừ, mấy con xịn đã sở hữu mình sẽ xếp theo giá trị để cho dễ nhá. Đó. À. Mấy con cùi cùi dưới có thể kích hoạt này. Vẫn phải nâng cấp anh em ạ. Không thì tí nữa ghép thì nó sẽ bị ra ấy anh em. Cho nên là cũng phải nâng cấp hết cái con mà mình đã sở hữu nhá. Ok, nâng cấp hết thôi. Xem hôm nay sẽ nâng cấp được bao nhiêu trang phục xịn cho bạn ấy nha. Đó, nick bạn này cũng còn thiếu khá là nhiều anh em ạ. Ok. Rồi, Evelyn bóng tối à. Nâng cấp nốt thôi. Đây thì cũng còn khá nhiều tinh hoa cam anh em ơi. Đây là mình sẽ nâng cấp hết nhá. Ok. Hecari vung thần. Đấy, Hecari vung thần bên Garena thì cực kỳ hiếm. Chơi sự kiện tốn bao nhiêu là RP. Đấy, sang bên đây thì lại là trang phục bình thường anh em ạ. Hợp lý luôn. Rồi, ghép hết những cái trang phục rẻ tiền này trước đã nhá anh em nhá. Để tí ghép sẽ chỉ ra những trang phục xịn thôi. Đó, đấy là một cách mà anh em chơi nó hiệu quả và đỡ tốn. Đó, nâng cấp tiếp thôi, nâng cấp 3-4 con nữa là xong rồi anh em ạ. Ok, và được có chưa? Cù đi hoàng dã. Hoàng dã thì phải nâng cấp chứ, không nâng cấp thì để làm gì đâu. Ok, Chitana này. Rồi, đó, nâng cấp luôn nha anh em. Rồi, Chitana hỏa tiễn này. Còn có gì không nhỉ? Sư Vi có rồi ạ. Cái này không đủ rồi anh em ơi. Không đủ, không đủ, không đủ. Mấy con đã sở hữu mà giá cao thì mình sẽ phân tách đi. Đây, mấy con giá cao bên trên mình sẽ phân tách nhé. Giá cao thì phân tách thôi, chứ còn giá thấp thì mình ghép cũng được anh em ạ. Không quan trọng. Đó. Con này ghép được. Đó. Con này có thể nâng cấp anh em ơi. Thế thì mình phân tách một mảnh xong mình nâng cấp sau nhé. Ok. Ok. Rồi. Con này nữa. Rồi, nâng cấp Nocturne lên nha anh em nhá. Rồi. Hợp văn lý. Ngon luôn. Để xem trên này có con nào để ghép không. Đây, Fiora phù thủy 1.000 luôn à. Cấp luôn con này nhá.
chắc mình sẽ ưu tiên những cái con tướng nữ anh em ạ. Được, Kayen này, Lux thì đã sở hữu rồi, Lissandra siêu máy tính này, 1.000 luôn ạ. Ôi giời, mấy con dưới này có thể kích hoạt anh em ơi. Ây chà chà, nhiều thế nhở. Cái này mình sẽ phân tách đi, mình lấy lốt con đấy cho bạn đi nhá. Xem, mình sẽ nâng cấp bên trên. Ok, đủ hết nhở. Lissandra siêu máy tính, đó nâng cấp luôn. Rồi, ok ok, bây giờ thì sẽ ghép nha anh em. Giờ sẽ là đến chuyên mục ghép này, và cứ trang phục cùi mình ghép thôi. Ok, ba con nhá, ba con cùi nhá. Xem nào, là gì đây? 100 tinh hoa cam và úi dồi ôi, Midforton đường phố ạ. Đấy, cả trưởng TPA Sen Aric Hồng Ngọc Pentakin Giá Thớt. Xem nào, là gì đây? Cốc bò cún con anh em ơi. Con này con chó búc đúng không? Ok, tiếp nữa xem nào. Rồi, điện thoại đi xem nào. Ui, cái nền mắc cực cả, vãi cả bắc cực. Trời ơi, có thể kích hoạt thì mình sẽ để sau nhé anh em. Ok, đĩa đây. LG Aphelios thì ngon này anh em ơi. Sử thi, 3 trang phục cùi được con sử thi là ngon rồi này. Đây. Ui, Samsung quá xinh chứ. Xinh thì chắc chắn là bạn không chơi rồi. Con này, con này, ba con. Cho đi luôn. Đi ở đây. Ui, siêu viên tướng cướp. Con này nhận ở bên phía Garena là một tinh hoa lam thì phải. Ôi dồi ôi, vãi cả trưởng ạ. Trời ơi, Yasuo, Yasuo đi bạn này full đấy anh em. Đây là chắc chắn là để được ghép thôi. Đây, Riven trục tội ạ. Sao toàn ra những con cúi nhở. Kiểu như là những bạn này sở hữu hết những trang phục đẹp đấy. Bây giờ ghép toàn ra trang phục cùi thôi. Ồ, lạ thật sự. Đĩa đây. Ôi giời, rằm bố ông trùm xe độ. Ông trùm xe độ này thì bên phía Garena thì hiếm này, nhưng mà sang bên này thì bình thường rồi. Ok, đã luôn, có thể kích hoạt. Mấy con có thể kích hoạt thì mình sẽ để sau nhé anh em. Đĩa đây, 100 tinh hoa cam nữa này. Và Trô Gát Ác Mộng. Sao ghép toàn ra những con kiểu như nó ưu tiên những con cùi trước ấy nhở. Lạ thật sự. Nào, huyền thoại đi. Vẫn cứ ám ạ. Từ nãy giờ chưa ghép được một cái trang phục huyền thoại nào anh em nhở. Lạ lùng thật sự. Đi xem nào. Đấy, tin đơn bia thủ Nhĩ Kỳ. Lừa. Chả nhẽ Riot cố tình để cho cái tỷ lệ nó bị ấy. Trời ơi. Ok, ba tướng nữ nhá. Mùng thu nghiệp sĩ. Phải cả trưởng ạ. Xem nào. Đấy, tiếp đi. Còn rất là nhiều mảnh anh em ơi. Ivern cụ thần hấp ám. Ivern thì không chơi anh em nhá. Ivern thì như kiểu tướng bị kỳ thị ấy. Đúng giản thì chả thấy ai chơi anh em ạ. Buồn. Fiora niên thú nguyên đáng này thì ngon này anh em ơi. Con này thì ngon này. Rồi, GX. Con này có rồi, con này có rồi. Ghép nha anh em. Ok, đây, 100 tinh hoa cam. Và bá thước Vladimir. Cứ ra 100 tinh hoa cam là chắc chắn là ra con cùi cùi đấy anh em ạ. Nghe mùi là thấy sai sai rồi. Ok, ra con này đi. Đi ở đây. Andy gấu trúc. Andy gấu trúc thì còn tạm được nha. Ok, có thể kích hoạt. Rồi ok, cho đi nha. Kha xích hoa độc. Vãi cả trưởng. Trời ơi,
Và đây còn một cái cuối thì mình sẽ ghép với cả hai cái cùi nhá. Hai con cùi. Ok. Đó, phần cuối nha anh em. May nè, tuyệt vọng chi tiện. Ừ, con này thì được đấy anh em ơi. Cũng khá là ok. Rồi, còn lại thì những cái mảnh trang phục này là đều có thể kích hoạt, cho nên là mình sẽ để bạn ấy lấy sau nha anh em. Còn giờ thì chắc là mình sẽ xem nào. Biểu cảm mà, tạo biểu cảm vĩnh viễn chưa sở hữu. Đấy, ở bên phía Riot này rất hay, có nghĩa là biểu cảm nào mà anh em đã sở hữu thì anh em có thể tạo một cái biểu cảm mới nha mọi người. Đó, mà anh em không cần phải phân tách. Đấy, khá là ngon. Tiện đây mình sẽ tạo hết các cái biểu cảm mà bạn chưa sở hữu nhá. Tạo hết luôn chứ còn gì nữa. Đấy, xem có ra được biểu cảm hiếm không nhá. Ok. Thì đây, kẹo hay ghẹo ạ. Ừ, đẹp đấy chứ. Đó, tiếp nữa xem nào. Việt quất quạ quạ. Đấy, cả Việt quất. Ok. Cái biểu cảm này thì chỉ cần một cái thôi là anh em có thể đổi được cái cái biểu cảm mới này anh em ơi. Đó, chứ không cần phải ba cái nha anh em, chỉ cần một cái thôi là anh em cũng có thể đổi được biểu cảm mới rồi. Đấy, ngạc nhiên chưa? Úi giời, nhiên cái gì vậy? Tiếp cái xem nào, còn hai cái thôi. Đấy, tiếp tục phát huy cái biểu cảm này, hình như mình chưa có này, nhiều thật sự. Xem nào, đây tam ken lêu lêu nữa chứ. Rồi bên phía Riot này thì anh em sẽ có rất là nhiều biểu cảm hiếm anh em ạ. Còn bên phía Garena là họ sẽ cho vào trong sự kiện, hoặc là họ khóa lại, họ không cho anh em sở hữu thôi. Đấy, rất chi là khó chịu. Rồi, sao cậu dám. Đó, khá là ok. Rồi, vậy là xong nha. Còn bây giờ mình sẽ vào trong cửa hàng sự kiện. Đấy, thì trong cửa hàng sự kiện này thì anh em có thể thấy là anh em phải mua vé nhá anh em. Mua vé để anh em cày kỷ vật. Đó, và một số anh em đang rất là thắc mắc hỏi mình ở cái vấn đề đó chính là cái trang phục cờ hiệu nguyên đán là gì. Thì cái trang phục cờ hiệu nguyên đán ấy thì tẹo nữa mình sẽ vào mình chỉnh cho anh em nhé, để mình hướng dẫn anh em cách chỉnh. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy luôn cho bạn ấy, đó chính là con Servia thần thoại hàng hiệu nha anh em. Đó, rồi ok, vậy là xong nha anh em. Đấy, ngoài ra thì anh em có thể đổi các cái đa sắc đó, hoặc là anh em có thể đổi cái tinh hoa thần thoại 125 tinh hoa thần thoại cộng với cả 100 một cái biểu tượng nữa anh em ạ. Đó, hoặc là anh em nào không thích thì có thể đổi con Lissandra sứ tinh hoa thần hiệu cũng được. Đấy, sự kiện này sẽ kết thúc sau 3 tuần nha anh em. Thì anh em cứ việc vào chơi game thôi là anh em sẽ nhận được cái đây, bỏ thời gian chơi và thắng trận là anh em sẽ nhận được cái phần kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì anh em lên cấp để anh em có thể nhận quà nhé. Đó, thì anh em cứ vào chơi đi. Ngoài ra thì anh em có thể đổi ở đây là các cái khung biểu tượng các thứ. Đấy, khá là nhiều. Thì anh em có thể vào đây đổi nhá, hoặc là đổi ngọc tân niên cũng được. Đấy, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà đổi cái cờ hiệu nhá. Thì đây, mình sẽ vào cái phần hồ sơ này. Và đây, anh em ấn vào cái phần cá nhân này của mình nhá. Đó, và anh em để ý này, đó chính là bên cạnh cái chữ biệt hiệu này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Bình thường anh em ấn ở chỗ khác thì nó sẽ không hiện ra gì, nhưng cái chỗ biệt hiệu này nó bị lỗi anh em ạ. Đó, có nghĩa là bên cái phần cạnh chữ biệt hiệu này nó sẽ còn một cái nữa là khung hồ sơ. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn cái khung. Đấy, anh em có thể chọn khung mặc định này, khung xếp hạng này, và Tết Nguyên đán 2023. Đấy, nó gọi là cờ hiệu. Đó, cờ hiệu này nó sẽ khác với cái cờ hiệu ở đây nha anh em. Cờ hiệu ở trong cái này thì nó sẽ là chỉ đổi được cái cờ hiệu mà anh em đã sở hữu thôi. Đấy, xếp hạng hoặc là mặc định. Thì mình sẽ để luôn cái cờ hiệu Tết Nguyên đán nha anh em. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó, đấy anh em thấy không? Tự dưng có một cái khung cờ hiệu nhìn rất là đẹp. Đó, thì anh em nào chưa biết thì có thể ấn vào đây nhá. Ngoài ra thì một số anh em bảo với mình là anh em vẫn đang bị lỗi về cái việc đó chính là nạp thẻ. Thì anh em sẽ làm thế nào? Thì đây, mình cũng đã có cái video hướng dẫn ở trên kênh YouTube của mình rồi. Đó chính là hướng dẫn gửi phiếu hỗ trợ trực tiếp cho Riot Games và giải quyết lỗi. Thì ở cái video đấy thì mình cũng đã đấy, mình cũng đã gửi thư cho bên phía Riot Games và mình cũng đã được trả lời anh em ạ. Đó, và rất là đơn giản thôi. Đâu ấy nhỉ? Đây, thư nhắc ở đây phải. Rồi, và cuối cùng thì đây, mình gửi hỗ trợ là bao nhiêu ngày nhỉ? Để mình check cho anh em xem nhé. Mình gửi hỗ trợ là từ ngày 14 tháng 1 nhé anh em. Đó, mình gửi hỗ trợ và cuối cùng là
tận đến ngày đó chính là bao nhiêu, 23 tháng 1 thì mình mới được trả lời, và cuối cùng là họ đã hỗ trợ đổi cho mình về cái khu vực Việt Nam đấy. Thì những anh em nào mà đang bị lỗi tài khoản nhá, thì anh em nhớ nhá, anh em đăng nhập này, đăng nhập vào cái trang đó chính là account.riotgame.com, đăng nhập cái tài khoản của anh em vào, và anh em để ý này, cái phần Riot ID và tag like của anh em có chưa đó, anh em nhớ nhập lại cái Riot ID và anh em lưu thay đổi. Ngoài ra anh em phải để ý này, cái phần quốc gia khu vực của anh em nhé, nó phải là Việt Nam Mít VNM thì anh em mới nạp thẻ được trên cái trang đó chính là pay.zing.vn đấy. Đây chính là cái trang nạp thẻ nhá anh em. Thì anh em nào mà muốn nạp thẻ là anh em phải biết được cái Riot ID của anh em đó. Riot ID hướng dẫn tìm này rất đơn giản thôi, anh em ấn vào cái phần biểu tượng hồ sơ của anh em, nó sẽ hiện ra thăng các thứ này đấy, tên anh em nhập vào là anh em sẽ tìm ra được cái tài khoản của mình để anh em nạp thẻ. Tuy nhiên một số anh em bị lỗi mà không tìm thấy tên nhân vật thì anh em phải hỗ trợ nhé. Đấy, video mình hướng dẫn đi rồi nhé, thì anh em lên trên kênh của mình xem lại cái video này hướng dẫn trực tiếp luôn. Đấy, anh em gửi thư cho bên phía Riot Game đấy là họ sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Đó thì là anh em sẽ có thể nạp được thẻ chuyển về khu vực Việt Nam của anh em, thì anh em mới nạp được thẻ nhé. Đó thì anh em nào chưa biết thì nhớ nhá, lên lại kênh để xem nhá. Ok, và chắc có lẽ là cái video này cũng khá dài của mọi người, thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube, và cũng như là đừng quên là ấn vào chuông cũng như là đăng ký để luôn luôn nhận được thông báo của khi mình ra video mới nha. Ngoài ra thì anh em cũng đừng quên là nếu như muốn nạp sò RP giá rẻ hoặc là mua shop mua các liên minh, thì anh em có thể ghé thăm hai cái shop, đó chính là shop.cậuvang.vn và shop@liênminh247.vn nhé. Đó, và hôm nay thì tiện đây thì chắc là mình sẽ tặng luôn cho anh em một vài cái ác để anh em chơi. Đấy, đây mình sẽ đăng nhập luôn, và mình sẽ, đây mình còn 740.000 thì mình sẽ mua ác random nhé anh em, mình sẽ tặng anh em. Đây rồi, mình sẽ mua ác random nhé, random 100 à, mình sẽ mua xem nào. Vòng quay rồi, đây đây đây, random 20 rồi, mình sẽ mua luôn nhé anh em. Ok đó, rồi đây thì anh em có thể thấy là có tên tài khoản này, mật khẩu này đấy, mình mới mua nhé, 30 tháng 1 nhé anh em. Đó thì anh em vào, anh em đăng nhập vào các thứ để anh em liên kết với nick Riot của anh em đi, đấy là anh em sẽ có nick để anh em chơi, thì mình cứ mua ngẫu nhiên cho anh em, tặng anh em thôi đấy, tặng mấy cái đấy anh em thôi. Đó, đấy, tiếp theo ạc thứ hai nữa này. Đó, anh em nào nhớ nhá, nhanh tay nhá, đăng nhập vào và đổi hết các thứ đi nhá. Liên kết vào tài khoản Riot, đổi hết các thứ đi. Rồi, mua thêm ạc nữa nhá. Làm 3 tặng anh em. Rồi, đấy, thêm một ạc nữa này. Đấy, tặng anh em nhá. Những anh em nào chưa có tài khoản thì vào nhá. Có thể những cái ạc này nó sẽ có một vài trang phục đấy. Nên là anh em nhớ nhá, nhanh tay vào, bởi vì nó rất là nhiều người xem video mà. Nếu như mà anh em yêu thích cái series tặng ạc này thì anh em có thể comment xuống phía dưới, thì ở video sau mình sẽ làm một cái video chỉ tặng ạc cho anh em thôi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhá. Bye bye mọi người.